Em đang sinh sống và làm việc tại quận 7 Sài Gòn. Giới thiệu tính một cái thêm riêng em đánh nhớ lại cái làm những phút thì em làm một người mình đi từ năm tốt nghiệp và năm 2007 đi làm cho nó bây giờ em vẫn còn đi làm ngày xưa thì cứ đi làm mà rồi ít già về để cà phê này gì đó ngày đó thì cũng